Dạ, và tiếp nối bộ văn nghệ, xin mời tiếng hát của nghệ sĩ Mỹ Hoa. À, vâng, Mỹ Hoa xin kính chào quý vị. Mỹ Hoa cũng là bạn học chung cùng với Văn Hải. Hôm nay cũng mấy chục năm rồi, giờ nghe tin về từ Long An đến đây. Và cũng thân tặng cho tất cả quý vị đây một lớp liêu giang của thầy sư phụ Văn Dĩ hồi xưa dạy, mà cũng có Văn Hải dạy cho mình nữa. Một lớp liêu giang thiếu phụ trong chồng. Vâng, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Từ lúc 16 tuổi chung với Văn Hải đây. Bây giờ hát lại bài này là để nhớ ngày xưa. Xin cảm ơn những cành hoa thân thương. Cảm ơn con. Dạ, cảm ơn cô.